Sáng ngày 23 tháng 10 năm 2020, nhằm ngày 7 tháng 9 năm Canh Tý, chùa Phật Lớn, phường Vĩnh Quang, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang đã trang nghiêm tổ chức đại lễ dân y Katina đến sư sãi sau 3 tháng an cư kiết hạ. Buổi lễ do gia đình thí chủ Danh Quả Lâm Thị Điệp cùng với các gia đình Phật tử tại địa phương dâng lên cúng dường đến chư tăng. Đại lễ dân y dưới sự chứng minh của chư tôn đức tăng tại bổn tự và đông đảo Phật tử tại địa phương đến tham dự. Tại buổi lễ, các Phật tử thành kính đội những chiếc y và các vật phẩm đi quanh chánh điện. Tại ngôi Tam Bảo, trong bầu không khí trang nghiêm, ông Lâm Phơi, đại diện toàn thể Phật tử đảm tác bạch dâng y lên chư tăng. Sau nghi thức dâng y, chư tăng tụng kinh cầu an chúc phúc cho các gia đình Phật tử, cầu siêu đến ông bà cha mẹ cùng thân bằng quyến thuộc đã quá vãng sớm siêu sanh. Đồng thời, Phật tử hồi hướng chia phước đến thân quyến. Được biết, truyền thống dân y cho tăng đoàn có từ khi Đức Phật còn tại thế được truyền cho đến ngày nay. Lễ dân y vào tháng đầu khi kết thúc kỳ an cư. Theo luật tạng, chư tăng chỉ được phép thọ nhận tấm y Katina của thí chủ một lần duy nhất trong năm. Đây là dịp để quý Phật tử cùng gia đình, các đạo hữu thiện nam tín nữ gần xa cùng tham dự nhằm trưởng dưỡng thiện căn, gieo duyên sâu đậm với Tam Bảo, tạo công đức phước điền, đoạn trừ khổ não sầu ưu, hưởng được nhiều sự tiến hóa lợi ích và bình an lâu dài. Mùa dân y Katina Phật lịch 2564 tại chùa Phật Lớn đã khép lại và thành tựu viên mãn trong niềm hoan hỷ của chư tăng và các Phật tử tham dự.